chỉ có thằng tốc độ là phải mua riêng của nó thôi. Xin chào bà con, chào các bạn. Buổi sáng ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại nhà của chú Năm nuôi chim cu Thái ở huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì nó gần với huyện Mang Thít mình luôn nha các bạn. Đây là địa chỉ nhà của chú nha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bà con và các bạn mình cùng tham quan là cái mô hình nuôi chim cu Thái hoang dã. Thì cái mô hình này chú Năm nuôi cách đây cũng khoảng 10 năm rồi. Thì theo mình nhận thấy thì cái mô hình này nuôi nó, chú Năm ở đây là nuôi theo cách của chú Năm là nó không có tốn kém chuồng trại gì nhiều hết trơn á, nó không có đầu tư nhiều. Cho nên là nuôi theo cái kiểu, cho nên là mình nói là nuôi theo cái kiểu hoang dã mà. Hoang dã nghĩa là tận dụng cây cối này kia đó. Bây giờ mình sẽ ra đằng sau mình quay cái khu nuôi chim cu Thái hoang dã cho các bạn xem nha. Số lượng cũng khá nhiều ạ. Thì ở đây thì mình cũng có tới cách đây khoảng 1 năm rồi. Thì ngày hôm nay thì mình tới mình quay, mình chia sẻ cho một thông tin thêm cho một số cô bác anh chị mà hôm nay điện cho mình hỏi cần mua chim cu Thái đó. Với lại bây giờ mình tham quan luôn cái cách nuôi của chú Năm, tại vì mình thấy nuôi nó cũng khá là hiệu quả đó các bạn. Đây. Buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết nó trời đang bão nha, trời đang bão cho nên là hình ảnh này kia nó không, ánh sáng là nó không được tốt lắm. Các bạn thấy mấy cái chuồng chim của chú Năm là nó nằm trong cái mấy cái rễ cây rồi không? Cho nên là mình nói nó hoang dã là như vậy, chứ không có dựng mấy cái trại chuồng gì lên hết á, chỉ nhốt trong mấy cái lồng rồi tận dụng cây lá bóng cây rồi này kia để dưới gốc cây này kia đó, thì nuôi thôi. Ở đây thì nuôi mình thấy chú Năm nuôi khá là hiệu quả nha các bạn, khá là thành công với cái mô hình chim cu Thái luôn nha. Do là mình lạ đó các bạn, mình lạ cho nên là mình vô mình quay thì mấy con chim cu thấy thấy nó thấy mình lạ, cái nó gộ chuồng rất là dữ, cho nên là bây giờ là đầu tiên thì mình sẽ quay tổng quát cái khu nuôi này cho các bạn xem, xong rồi sau đó mình sẽ trò chuyện với chú Năm để chú Năm chia sẻ thêm một số thông tin về chim cu Thái, cũng như là kỹ thuật nuôi cũng như là mua bán sau đó. Thêm một cái cuối cùng thì mình sẽ quay cận cảnh một số cặp đẹp để cho các bạn cô chú mà có nhu cầu đó, cô chú có thể tham khảo, rồi sau đó cho nếu mà bà con nào có nhu cầu thì bà con liên hệ trực tiếp với chú Năm để mà trao đổi. Đa số là mấy cái chuồng của chú để ở ngoài trời không nha, còn chỉ một số nào mà làm vú nuôi để ấp á, thì chú để trong máy hiên hoặc là chuồng heo cũ, chuồng gà cũ thì chú để trong đó thôi. Vú nuôi có nghĩa là cái giống cu Thái này các bạn, mình nuôi mình muốn đẻ cho mình muốn cho nó sinh sản nhiều á, thì khi mà nó đẻ ra đó thì mình lấy trứng nó mình cho con cu Pháp ấp. Thì cái giống cu Pháp nó không có gái, nó chỉ, nhưng mà nó thích ấp lắm, có nghĩa là nó không cần đẻ nó cũng ấp nữa. Cho nên là thường thường thì một số mà cái trại nuôi cu sinh sản thì người ta sẽ nuôi cu Pháp để mà ấp cho mấy cái con cu mà giống đắt tiền hơn đó. Cho nên là kêu bằng cu vú nuôi á. Cu vú nuôi là có cu Pháp, cu Nhật rồi đó. Các bạn thấy ở trong cái khu này thì cu vú nuôi nhiều nè. Ở đây là cái máy hiên. Thì hồi nãy giờ mình đi, mình với các bạn thấy hầu như là chỉ có tốn tiền mua lồng thôi, chứ còn không có tốn tiền gì hết. Mấy cái lồng này thì hình như là mấy cái lồng cũng lồng giá rẻ nè các bạn, lồng giá rẻ mua lồng về rồi nuôi thấy nó cũng đơn giản. Nói chung một cái mô hình như vậy nè là mình học được rất là nhiều thứ nha các bạn. Cái tư duy chăn nuôi của mình là nghĩa là không có học hoàn toàn của ai hết á, nhưng mà mình khi mà mình xem một cái mô hình mình cảm thấy cái nào nó phù hợp, cái nào nó đúng thì mình sẽ học hỏi. Thì mỗi một cái nơi vậy đó thì
thì mình sẽ học một ít thì mình sẽ làm cho mình thiết kế cho cái mô hình cho riêng của mình. Ở đây quan điểm của mình là vậy á, chứ còn học mà làm theo ý ý hệt luôn là mình nghĩ nó cũng khó đó, tại vì mỗi người mỗi cách làm khác nhau, mà làm người này là làm y hệt như người kia là thấy cũng không được. Tại vì cái chỗ cái nơi nữa, cái nơi nó phải phù hợp nữa. Đó, các bạn thấy mấy cái lồng nè, treo ngay giữa mấy cái bóng ở dưới mấy cái dây leo rồi này kia nè, cái kiểu nó giống như là tạo cho nó một cái môi trường giống như là môi trường hoang dã ngoài tự nhiên, ở ngoài tự nhiên luôn vậy đó. Mình nghĩ ra chim cu nói chung luôn á, cu đất hay là cu Thái cũng vậy, nó là một cái loại chim hoang dã, nó thích cây cối này kia nha. Thì mình nuôi ở ở cái điều kiện cái chuồng trại nó có cây cối dây leo đồ bò vậy nè, mình nghĩ là nó sẽ thích thích hợp hơn. Theo theo mình nghĩ là vậy. Còn môi trường này kia thì tùy nơi, ví dụ như chỗ mình đất nó cao ráo thì mình xử lý làm sao cho nó cao ráo, bơm cát lên. Ví dụ như là ở đây ở cái khu này thì mình nghĩ là thí dụ như chú Năm có tiền thì chú Năm nên bơm cát lên để cho nó cao ráo, nó khi mà trời mưa nó không có bị không có bị đọng nước như vậy. Rất là nhiều cua đẹp luôn nha cả nhà, rất là nhiều cua đẹp luôn. Cua vân gầm, vân hoa, rồi cua thái bông đồ này kia, đủ loại đủ kiểu hết. Ở đây là chú Năm nói là không dưới 500 cặp nha các bạn, không dưới 500 cặp nha. Cu sinh sản là khoảng 120 cặp rồi, còn cu vú em là khoảng 200 cặp, rồi cu tơ, cu con nữa. Cu con thì chú giao chú bán hàng tháng hàng ngày, cho nên là cái số lượng nó không dưới 500 cặp, có nghĩa là trên từ khoảng 1.000 con trở lên đó các bạn, khoảng 1.000 con trở lên đó. Rất là nhiều. Quay thấy thì ít, nhưng mà đi thì lòng 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 nhỏ chú để rất là nhiều. Cặp này là cặp dân qua nè, cặp dân qua. Tại mình lạ quá thì buộc chim cu mà mình có nuôi gần biết, khi mà người lạ tới nó bay nó gọi lắm. Và các bạn muốn thần, muốn nó gái, muốn nó gù nó, thì nói chung là nó có cái kỹ thuật nuôi riêng, chim cu nuôi riêng, thần riêng. Cu mà nó lên cu khách, nó gặp khách, nó gái rồi này kia thì cái giá trị nó sẽ cao. Còn này là cái số lượng như thế này thì không có thể nào mà huấn luyện nó nổi, không thể nào huấn luyện nó nổi. Quá trời luôn. Cô chú nào đang có nhu cầu mà cần mua cua Thái để chơi kiển thì liên hệ với chú Năm nha. Là bao cua kiểu loại nào màu nào cũng có cho nha. Nãy giờ mình quay cho các bạn thấy là biết rồi, rất là nhiều cua luôn, quá trời luôn. Tiếc là mình quay mấy cái lồng này nhỏ quá, quay cận cảnh không được. Chứ phải mình quay cận cảnh được thì các bạn sẽ thấy rõ cái nét đẹp của con cua Thái nó hơn. Cua nãy giờ mình quay thấy cua dân qua rồi cũng rất là nhiều. Mấy một số cặp đẹp thì chú có tách riêng ra nè. Mấy cái loại này thì chơi chơi kiển là ok rồi. Quay ở ngoài thì mình thấy ít ít, chứ quay từ hồi nãy giờ là quá trời luôn. Quay quay không hết luôn, đi không hết luôn. Tại bữa nay trời nó bão cho nên là cái sân vườn nó cũng khá là lầy, cho nên là cũng không có đi đi sâu từng 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 cặp từng lồng được. Cái này là nuôi thì có nó đâu có tốn kém gì đâu. Để chút xíu nữa thì mà mình sẽ chú Nam sẽ chia sẻ một số cái kinh nghiệm nuôi cũng này kia để cho các bạn tham khảo. Nãy giờ tham quan rồi, bây giờ tham khảo tới một số cái kinh nghiệm nuôi chim cu Thái.
cho nó ổn ổn chút xíu mới được. Bên đó là cái dạng cu con đó các bạn. Ví dụ như cu con là nó đẻ ra, nó đẻ ra nó chưa có bự á, thì còn nuôi chung bầy á. Rồi bắt đầu khi nó bự, nó lớn lớn lên, ví dụ như khách mà bắt cu con bắt số lượng nhiều thì bắt một chuồng thì bao nhiêu con gì đó. Rồi còn khi mà lớn 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 lên thì phân biệt trống mái thì chú tách cặp ra như vậy, tách cặp ra nhốt riêng từng cặp như vậy. Đó. Đó. Còn tiếp tục đây là một cái khu nuôi cu vú em nữa, cu vú em để mà ấp ấp hộ nữa. Thì khoảng 200 cặp cua vú em lận, mà hồi nãy bên kia thì nó khoảng mấy chục cặp thôi, bên đây là mới nhiều nè. Bên đây là chú tận dụng lại cái chuồng chuồng bò cũ nè để làm nè. Hồi nãy giờ mình nói là thầy các bạn thấy là không 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 có đầu tư một cái trại nào riêng cho con chim cu hết trơn, chỉ có mua cái lồng là cho con chim cu thôi, chứ còn trại là chuồng bò, trước kia là chuồng bò chuồng gà này kia của chú thôi, mái hiên này kia thôi, chứ còn hoặc là để ngoài sân thôi, chứ còn còn không có xây cái trại riêng cho nó, không có tốn tiền. Cu vú em thì có bán luôn nha các bạn. Các bạn nào mà có nuôi cu vú em thì cái loại này giống cu Pháp này thì nó rẻ. Giống cu Pháp này thì nó rẻ. Ổ này nở được một con nè, à, nó đút no rồi nằm rồi đó. Cu nó nhanh lớn, cu nó nhanh lớn các bạn. Khoảng chừng trong vòng khoảng 10 ngày là bắt đầu nó bị chán. Nó muốn bay được rồi. Cũng có thời gian mình nuôi. Ở dưới thì chú có nuôi gà với vịt xiêm. Gà với vịt xiêm để cho nó lụm mấy cái thức ăn đổ của chim cu với gà nha các bạn. Gà với xiêm để cho nó lụm thức ăn đổ của chim cu. Đó. Lo giờ mấy con cu mà nói tầm bay tầm bay. Ở đây là chú chỉ là ổ có ổ vịt xiêm nè, nó ổ vịt xiêm. Nuôi vịt xiêm nó tự đẻ rồi nó tự ấp rồi nó tự dẫn ra ngoài luôn. Đặng cho nó xử lý mấy cái vàng dưới, gà với vịt xiêm là cho nó xử lý. Chạy con chim cu nó ăn nó đổ thức ăn rất là nhiều. Cho nên là cần phải xử lý cái nguồn ở dưới đất mới được, ở đây không là thì rất là lãng phí. Trong đây hầu như là cái chuồng mà có mùng này là cũng là chuồng bò lúc trước luôn nè. Đó. Bây giờ là cũng tận dụng để nhốt chim cu luôn. À, các bạn thấy. Nó đâu có không có đầu tư tốn kém gì trơn. Ghép là ghép cái ra cái con bông là phải ghép con trắng với con đất hả? Con trắng với màu đất hả? Muốn cho nó thần ví dụ như bông với hai con bông mà đẻ ra bông á thì phải qua cỡ ba đời, qua ba đời cỡ đó nó mới thần, nó mới là ra bông không, còn mấy nó cũng trả lại trắng đất à. Nó có cái máu cái gan kia rồi chú. Cái số lượng nuôi mà như vậy nè, mà chú nói 10 năm, bây giờ chú bình quân từ 10 năm nay, đương nhiên là có lúc giá nó rẻ lúc giá nó mắc, chú bình quân chú một tháng chú thu nhập khoảng được 10 triệu 20 triệu gì không? Lúc trước hả? Một tháng là chỉ 20 triệu là chỉ nằm ngủ á. Tháng 20 triệu luôn. Tháng 20 triệu là chỉ bình thường. Ừ đã. Tại anh cặp lúc đó tôi bán từ cái triệu luôn mà, cặp tôi bỏ á. Còn lúc gài là giá nó nhỉnh hơn phải Bây giờ nó sụt xuống còn có chừng khoảng chừng 200 à. Bởi vậy con thấy cái mô hình của chú đây nó cái kiểu như là mà tôi nuôi mà nó tới mức độ nó bục là tôi lắc luôn cái dạng mới luôn vô dạ, bởi vậy con thấy là 10 năm rồi đó, hơn 10 năm rồi đó. Không mà con thấy cái tỷ lệ của chú đầu tư là nó không có nhiều, nhưng mà nếu mà cái giá thành con cũng biết là cái giống cu Thái này lúc trước là cả triệu, có người nhập mấy triệu một cặp luôn. Trời ơi, hồi đó tôi mua một cặp tốc độ 6 triệu rưỡi đó. Chứ đâu Là có phải cái cu dân qua đồ mà này cái kia hồi là đó là người ta đã chơi đã đời rồi đó nghe. Đúng rồi, là có người là nhập 7 8 triệu một cặp luôn. Đó, nhưng mà đoán từ cái thời điểm mà 10 năm nhà chú trước chú mới bắt đầu nuôi là chắc có lẽ lúc đó giá nó cũng còn đỉnh điểm. Nhưng mà con cái á, tôi làm nó thành công dữ lắm, thấy cái lượng của con tôi ra không? Là tôi nuôi lúc này là nuôi chơi đó, chứ hồi xưa hả, tôi cưng của con dữ lắm, thành thử ra con mẹ
khi mà nó vừa đúc mà cái kiểu mà không thấy hiệu quả, con cái cặp pháp này đúc không thấy hiệu quả là tôi chuyển liền. Còn bây giờ là biến lắm rồi là có thể chết con đó. Còn hồi xưa là cưng dữ lắm, tự nhiên một con nó mấy trăm ngàn luôn mà. Nhưng mà hiện cái thời điểm hiện tại bây giờ là cái hiệu quả nó cả nào nó vẫn còn hơn gà vịt nhiều, hơn gà vịt nhiều lần á, gấp 10 là 20 lần gà vịt. Giá nói chung là hàng kiển mình bán giá rẻ cỡ nào nó cũng cao hơn cái hàng thịt. Gần 1.000 con cu này một ngày ăn có mấy ký thức ăn à. Đó, trong khi đó nó đổ xuống là tôi nuôi được 40 vịt nữa. thử ra một tháng tôi nhập mà 30 vịt thôi là nó muốn đủ tiền thức ăn rồi đó. Thành thử rồi cu là cái phần đó là lợi đó, nó cái vậy đó, hoặc là tôi lợi vịt hoặc là tôi lợi cu đó, nó có hai chuyện vậy đó. Tại vì bao nhiêu đây là tổng hết là chắc cũng khoảng trên 500 cặp ạ. Pháp Thái luôn á, trên phải không? Khoảng đó. Nội Pháp không là 200 cặp rồi. Khoảng đó. À, rồi cu bố mẹ là 100 mấy, rồi cu con nữa. 400-500 cặp đó, 400 mấy 500 cặp đó. Còn ở dưới còn làm, con thấy có nghĩa là ở dưới còn có nuôi chim gà kiển rồi này kia, nhưng mà cái kiểu như làm lời cái bắt đầu đầu tư chuồng trại sửa sang rồi này kia nó cao ráo lên á. Còn chú đây con thấy chú đầu tư chuồng là ít nè. Làm thêm mấy mô hình nữa mà thất bại hết trơn. Yến hót nè. Yến hót. Rồi bảy mạo châu Âu nè. Thất bại hết. Rồi. Sao không có thằng nào mà qua thằng này được hết trơn á. Mấy phải rồi. Được á. Đúng rồi, cái nhiều cái ở dưới con cũng làm tùm lum hết trơn à. Gà kiển thì nuôi đủ thứ loại hết trơn, nhưng mà cuối cùng thì tổng hợp lại chỉ còn một hai loại nó phù hợp với mình thôi. Còn cái thằng này ra là hết nè. Mình thử ra là ví dụ như mỗi một đợt tôi xuất ha, thì chuồng có một chuồng nào mà tôi đã bán cặp cu bố mẹ rồi đó, thì tôi sẽ để là một cặp con. Đó thì tôi tiễn lại vậy đó, là nó có đều hoài. Cái này thì đổ mà cu đẹp hay là cu này kia chắc cũng phải có kinh nghiệm mấy không năm. Có anh xui à, nó ra ha, nhiều khi ha, bất ngờ nó ra những cái con đẹp mình không tưởng luôn. Cha mẹ nó không có đẹp hơn đâu, mà nó đẹp, con đẹp không tưởng, thì đó tôi cũng có mối tiêu thụ. Đó thử ra là điện là mấy thằng đó nó hốt liền hà, nó đút cái gì nó đút á. Cũng như là hàng đẹp hàng VIP là bán cái riêng ha. Cũng có gái, nhưng mà có khi là mình cũng chừa lại để làm giống, mình làm ấy chơi nuôi. Từ hồi xưa tôi có một con là nửa mình trắng nửa mình đen vậy nè. Cũng bán cho thằng em rồi. Là tôi ghép biết bao nhiêu lần mà nó không ra được vậy nữa. Cái đó cái dây kiểu như là ngàn con mới có một con thôi. Hơn 1.000, hầu như là mấy trăm ngàn con á, mới được một con. À, cho nên là bây giờ không muốn chơi mà cu độc lạ thì khách nào chơi chứ có thể người ta theo dõi chú á. Tại vì số lượng nhiều nè, nó sẽ cái tỷ lệ ra hàng độc lạ nó có gà độc lạ nó dễ hơn. Ví dụ liên hệ khi nào người ta có thì nó chú chứ tôi không có phải như người ta. Tôi thấy nhiều cái trại á ghép phải hai con bố mẹ giống nhau. Đúng rồi. Còn cái này không có, tôi làm như vậy đó mới ra nhiều con độc lạ. Đúng rồi. Còn mà hai con giống nhau thì nó sẽ để ra con nó cũng na ná vậy thôi à, chứ nó không có cái gì mà lạ hết trơn á. Còn mình ghép thí bạn vô. Đó. Còn á cái chuyện mà cái thằng mà cu này á là nó kêu bằng cái con có thể là không trùng huyết, nhưng mà tôi thấy nó vẫn trùng huyết. Trùng huyết luôn hả? Nó phải trùng huyết thôi chứ không có, nó bẻ gặp đó một chuồng cu bị bại đó. Nhưng mà thông thường thì nó đẻ ra, nhưng mà trùng huyết quá là nó sẽ bại. Con đẻ ra bại. Nhưng mà hồi đó giờ con thấy cu đẻ ra cặp rồi không, người ta bắt cặp đó người ta ghép tiếp vậy thôi đó, chứ đó, còn đó, còn cái còn lẽ còn, đó, còn, đó, còn là càng về sau con cái sức sống của con cu nó càng yếu. Khi mà có một trận dịch gì đi ngang là nó chết nhiều lắm. Bây giờ cu có chết nha, chứ không phải như hồi xưa nha. Đó. Mà nhờ tôi ghép là tôi đổi gen á, chỉ có thằng tốc độ là không đổi được thôi. Đó, thằng tốc độ là buộc là phải là cái tỷ lệ nó bại chân nhiều lắm, trùng huyết quá là bại chân nhiều lắm. Còn cái dòng thái thường là tôi đảo hết, không có để trùng cấp. Cái kiểu đầu tư vậy là có như là có nhiều người khoái lắm, tại vì cái kiểu như là đơn giản, nó bình đơn giản, bình dân. Trời ơi, cái chạy nó là màu luôn. Mà nó đầu tư ấy, sao ta lại thích ghét quá rồi này nè. Chỉ, đó tôi chấp giá này nè, cứ việc chỉ là cái loại chuồng này là cũng loại chuồng giá rẻ nè. À, cứ chấp giá vậy đó. Chấp giá lấy cái thứ gì, nói chung là tận dụng bao manh bao bàn cũ này kia, che đậy rồi này kia, làm ổ này kia thì mua mấy cái gỗ mũ vỏ dừa này kia ha. Bởi vì cái này là người ta đầu tư, người ta không có ngại, người ta không có ngán.
con giống thì bây giờ nó giá nó cũng nó bình dân rồi. Em ơi, giống rẻ nữa. Còn hai cặp đẹp với bên này nè. Hai cặp này không bạn? Hai cặp VIP để ngoài này hả? Dạng không? Dạng không? Cái cặp xám này đó là xám tốc độ. Cũng là hàng đột biến đó. Xám tốc độ hả? Cái con màu đất đó đó nó đẻ ra. Nó đột biến. Còn cặp dân qua này là VIP nè. Bên kia có cặp đó. Chịu một cặp nè. Khoảng 4-5 triệu con cặp đó, là dân qua đỏ đó. Đúng rồi, dân qua đỏ nè. Dân qua đỏ này là nó mắc hơn dân gồng đúng không? Mắc hơn nhiều. Tới như này mà mấy cách đây khoảng 5-6 năm á, là cặp này là cỡ 5 triệu nè. 5 triệu là ra là có người hốt liền. Dân qua đây là tốc độ. Tốc độ nó khác. Xám đột biến á. Xám đột biến tốc độ. Của thằng tốc độ. Bên này là đẹp hơn nữa hả? Là cặp bên này đẹp hơn. Sâm bông đâu có dễ kiếm. Sâm bông ha. Chú nuôi nhiều vậy mà chú nói không có dễ kiếm nữa là hiểu rồi ha. Đầu trắng. Như hồi đó nuôi heo rừng, heo bò nữa hả? Bò nữa, bò chết chảy, 7 con ái bò đó. Mấy chuồng này là mấy chuồng bò nè. Là mấy chuồng này là để nuôi bò. Đúng rồi, thấy mấy cái... Không phải mà cổ lập cu, không còn biến thành này. Hết trơn mấy mô hình gom lại thì chỉ còn có mô hình làm chủ được. Mô hình nuôi rừng, heo bò, heo rừng, người bò hả? Dê nữa, chuồng này chuồng dê nè. Dê cũng banh luôn. Phải rồi, thấy chuồng sàn nó là phải dê rồi. Dê cũng banh luôn. Dê trước rồi mới tới heo rừng bọc á chứ. Dê trên, heo rừng dưới. Không có, hồi đó là dê trước. Rồi cái heo rừng, cái chuồng này là đã chuồng này khoảng 30 mét vuông luôn mà. Là bao lứa 70 nè. Heo rừng con đây, mấy chục heo rừng con đây nè. Đó, tôi nuôi 12 con nái heo rừng đó. Qua cái đời bò đó là tới heo rừng 12 con nái. Vậy là cái mấy con cu này nó giúp cho chú nhiều dữ ha. Trời ơi, tôi so sánh hết trơn rồi đó. Tôi nghĩ tới đi luôn là chỉ có thằng này là sống được thôi. Chú mấy đứa con? Có thằng trai hả? Thằng trai ha, học đại học ha. Ừ. Học viện thêm mà một mình tôi mà làm sao nuôi nổi. Không phải chuyện chơi. Là mà dưới 20 triệu là không bao giờ mà chi phí nổi chứ. Là bây giờ chú ở nhà chú nuôi này không chứ đâu có làm mướn gì thêm ha? Không có làm mướn. Năm công vườn mà là không nổi nữa đó. Bây giờ tôi cắt mà tông tôi trồng bậy nó nặng nữa ấy. Năm công vườn hả? Năm công vườn luôn đó. Đất nhà ha. Đất nhà. Ủa vậy còn nhiều đất chơi rồi nữa. Còn nhiều đất chứ mà. Nhiều nhưng mà làm tôi thấy đầu tư vô đặc sản banh sát luôn rồi. Thì đó làm bữa giờ xanh. Làm được cái chục năm tốn cả trăm hơn trăm triệu à. Làm hai công đó mà làm thử rồi sao mới thấy nữa, mới thấy cây cái ôm vậy đó, thấy banh sát hết trơn. Còn bây giờ dù chuyển qua cái mô hình này thấy lụp sụp vậy mà hiệu quả. Thằng này coi vậy mà có tiền xài hoài. Mà nhiêu đây mình chú chăm sóc cũng xỉu rồi, xỉn rồi. Thì nó là ngay mình chia ấy là tự vì một ngày á, một khu vậy nè cho ăn á, 3 ngày sau mới quay lại cho ăn. Nó được cái đó. Chỉ có ấp trứng là mình phải coi thôi, gọi trứng ra y như gà chích vậy đó. Cái này chú có làm máng nước tự động không? Không, máng nước tự động nó cũng dở nữa. Khi mà con này nè, nó quẹt thức ăn mà nó gớt vô dính vô cái mỏ nó uống á. Máng nước tự động mà kiểu mà nhiễu hả, thì cái đó đầu tư nó cao quá. Đâu có, nó máng uống tự động hả? Nó kiểu gà phải không? Nó có cái chum vậy nè, thí dụ như máng cái chum nào dơ cái chú rửa chum đó rồi chú đổ ra hả? Thì cũng như cái này thôi thằng nữ à. Mà tôi cái này được cái là nó lại cái là nó tắm.
Nó tắm nó tắm nữa ha. Thằng này nó có gã nha. Lâu ngày nó có cái sinh. Đó, sinh vô nó tắm luôn. Đó là nó được cái đó đó, tôi mới là tôi đã nghiên cứu rồi. Thằng kia là khô quá chịu không nổi. Khô quá chịu không nổi. Tôi đầu tư đúng là cái máng là nó một tấc được rồi. Đúng nhưng rồi. Mà một tấc thì nó vô tắm không được. Tôi quất máng tấc rưỡi này nè. Đó. Con nào không ấy là nó vô tắm liền ha. Nó đỡ ký sinh. Nói chung cái kinh nghiệm cũng cần phải có nhiều quá ha. Trời ơi, đâu phải mà khơi khơi. Tôi nghiên cứu hồi trước tôi nuôi gà tre nữa, tự gà tre bán có giá gì xem. Mà con gà tre ban đêm nó lên nó ngủ trên chuồng này nè. Rồi mạt dưới ấy nhiều lắm. Mạt nó đeo thấu gà. Mà con gì xem lại không có. Tại vì xem nó chung vô mẻ nó tắm được. Tôi làm cái mẻ bự đó ngoài đó nó tắm được, nó không có bị mạt. Chứ nuôi là phải ấy. Còn hầu như khoảng 3-4 năm gần đây tôi thử tôi coi coi sao là xịt ba cái thuốc ấy tôi không có xịt. Hồi trước thì có nghe, tự hồi trước thì ấy mà tôi xịt vô là quạng cu con cũng chết nữa. Cu con nó dở lắm mà nghe, chứ không phải đâu, chúng nó chết á. Cái kháng sinh, cái thuốc mà sát trùng á, có vậy cho độc lắm. Rồi sau này tôi không xịt nữa. Mà cái cỏ đó đó ngoài vườn tôi chừa ấy, cái cỏ chỉ mấy lót ổ cu được mà không có bị mạt. Chứ tôi không xài gom, gom mạt dữ lắm. Nó bị mạt là khó chỉ lắm mà, chứ không phải chơi đâu. Chết cu mà lại là nó ảnh hưởng dữ thần lắm, nó đủ trò chứ ha. Làm sao mà tránh được dùng mạt mà được. Mạt nó ảnh hưởng dữ lắm. Đúng rồi, con cũng nhân nuôi không biết mà mình vô mình bắt tay vô mình làm thì nó sẽ phát sinh ra nhiều thứ. Hồi xưa là tôi nói trời ơi, gom bó có nhiều đâu, mười mấy 20 ngàn chứ nhiều. Mua một đống gom về bắt đầu mạt nó tấn công tới. Nó làm ba cu con không còn cái gì hết trơn. Ăn cu con tiêu chứ, thậm chí con mẹ mà có con bị nhiều quá cũng chết nữa. Đó, còn cái mới đẩy gom ra hết bắt đầu mới làm ba cỏ, mà có lá tre thì không được, có lá tre nó cái cọng của nó cứng quá. Thành thử rồi bể chứ. Chỉ có thằng cỏ chỉ thôi nè. Thằng cỏ chỉ này là ok nhất nè. Tôi chừa mấy đám cỏ ngoài vườn á. Là tự cung tự cấp hết. Còn không ấy thì lấy cái sơ dừa mà người ta trên cái cây dừa nè. Nó có cái thứ này nè. Nè, thứ này nè. Làm ổ cu cũng được, lót ổ cu cũng được. Không chú, cái dừa khô mà trẻ làm hai á. Không được. Không được hả? Không được, không hiệu quả. Không hiệu quả hả? Không hiệu quả. Sao vậy? Nó lâu ngày nó mớp. Nó mớp hả? Nó ủa? Đâu mớp? Trái dừa khô thì nó không mớp. Nhưng mà mình lấy cái trái dừa mà lấy, tôi thấy sao nó không có bằng cái gỗ này nè. Nó không bằng hả? Cái đó là do kinh nghiệm của chú thôi, chứ còn thấy kia nó, cái kia thì làm nó đẹp hơn á. Với lại á, bây giờ có đâu mà đủ đây mà làm. Thôi em mua mẹ cái kia nó có 3 ngàn, mang gửi cái hả? Cái gỗ mũ đó. Dừa khô nhóc hả? Nhưng mà tôi thấy nó sao sao thì nó cũng có làm lần rồi. Nếu tôi thấy chỉ cái gỗ mũ này nè. Gỗ mũ này là bền nhất. Mà nó cũng rẻ cho đâu có mắc đâu. Thấy đơn giản này chứ là hiệu quả lắm nha. Tôi thấy cái mô hình nào không ấy là tôi rút dù liền chứ đâu có để. Mô hình nào mà không hiệu quả là rút dù liền. Trong đây là tôi nuôi 7 con bò ha, tôi trồng cỏ đó, mà cắt cỏ vô biết tôi xài một bên tay luôn đó. Phải đeo bò tới giờ là chết giấc rồi. Bò nó sụp 2 năm nay là nó tiêu luôn. Đâu có, thôi đúng đó, tôi bán là bò nó sụp rồi đó, mà tôi muốn chết giấc chết giả đó. Bây giờ mới chết giấc nè. Hồi mấy năm trước là con chỉ trong vòng khoảng 2-3 năm nay chứ đây mới chết giấc thôi. Chứ còn hồi xưa nó rồi ngay cũng có trúng bò. Năm 2013 rồi kia mua 2 con bò nái có 6-7 triệu hà, là nó kèm thứ con luôn nha. Lúc thời đó là bò cái, bò cái con là có giá, bán 2 con bò con á là 35 triệu rồi đó, muốn phần nữa rồi. Không có, còn bây giờ người ta lúc trước người ta mua con bò nái á, xong bây giờ đẻ ra 2 con nữa, bán 3 con cũng chưa lấy được nữa. Sau này cũng bể vậy. Sau này cũng bán là cái thời đó thì quất con mẹ con 40 triệu. Nuôi con bự lên bán luôn con mẹ con thêm con mẹ có chữa nữa, bán được 40 là may dữ lắm rồi đó. Cái thời đó là còn có giá, còn bây giờ còn tệ nữa. Bây giờ là quá tệ rồi. Trời trời chuyển mưa luôn. Còn khu này cũng hay gừng không nè, hồi xưa là bao lần mà nhốt hơi gừng con á. Bây giờ nuôi bò là phải trồng cỏ,
mua gom xong đó chứ đâu phải đâu. Bây giờ là trồng cỏ rồi phải bỏ đất ra trồng cỏ rồi gom phải mua mắc chết rồi bò người ta cho ăn thức ăn nữa. Công cán nó cực như chó dồi luôn. Cái này này nhá, nó là cây á là nó không nặng mà yêu cầu phải có đầu óc nhớ dai nha. Ừ. Cái ổ nào mà thằng Pháp nó cũng chấn lắm, nhiều khi có ổ nó bỏ ổ à. Đúng rồi. Thôi mình về liền. Chứ không phải mà coi cặp nào nó cũng để cũng ấp tốt hết trơn á. Cái này là phải nhớ dai mới được à. Nhớ dai. là chuyển liền, chuyển qua thằng khác liền. Mày đẻ mà tôi thui rồi. Mày đẻ được một trứng. Nãy nói bay đó là mình đi chút xíu mà mày lại đẻ. Biết rồi nó dạng nó làm như gà nhịp chết đó. Nó đẻ như gà nhịp chết đó. Có khi gà thấy nó đang đẻ luôn mà. Mưa nữa. Bữa nay trong bán nổi rồi. Làm gì làm nó phải hiệu quả là được à. Rồi tôi nói nha. Nuôi cái con gì mà nó không chết nhiều, nó không chết dịch đó nha. Là ok. Đúng rồi. Đó. Tôi mới nắm cái thằng này nè chứ không vậy chứ. Hồi xưa gà dịch khác tôi nói ha, 300 con dịch, 300 con dịch sim á là bán cái thời đó là bèo lắm cũng là 40-50 triệu đó. Nó đi trong vòng 3 ngày à. Hốt ra chợ dụ như giờ 50.000 ký phải không, ra chợ bán được 20-20 mấy ngàn là dữ lắm rồi. Bán số nào thôi à, chứ nó chết lãng đã tiên trong chết nhà hết rồi. Không bán kịp. Còn thằng này hầu như 10 năm nay là không có vụ mà chết bại chết ấy, cũng có chết là gà nhưng mà sốt à. Chết cái kiểu cái nuôi nhiều là phải chết thôi. Chứ còn chơi kiểu chết dịch như gà dịch thì cái thì mấy loại này không ít. Có thằng này nó không có nó được cái đó. Con cặp bông đen nằm ở trong á, trong góc đó, đó. Trời ơi, đẹp cực kỳ, đầu trắng, ức trắng, đuôi trắng luôn.